thiệu đến cả nhà một món ăn mà từ trước tới giờ kênh chưa có làm nha cả nhà, lần đầu tiên làm luôn. Món lương dừa. Nguyên liệu của chúng ta hôm nay gồm có nè, nguyên liệu chính là lương. Mớ lương này là của Dưỡng Sáu cho chú Út. Dưỡng Sáu bắt được nhiều quá rồi cho chú Út mớ, rồi còn nhiều Dưỡng Sáu đem về quê. Đây là lá cách nè nha, lá cách non, nghệ tươi, củ hành, đậu phộng, tương, xả, ớt và đặc biệt là dừa khô. Mình sẽ nạo ra, mình dắt lấy nước để mình nấu món này. Rồi mình bắt đầu làm thôi. Trời ơi, chú Út mình đang nạo dừa cả nhà ơi. Chào Út. Chào cả nhà. Mình hiện tại là mình đang ở nhà Út. Do lương này Dưỡng Sáu cho Út cho nên là Út thấy một mình Út ăn không có hết, cho Út rủ mấy chị em qua đây nấu chung. Út sẽ đảm nhiệm cho Út lương âm dừa nha Út. Út bữa nay sẽ nấu món này để cho hai đứa cháu và một người bạn. Bạn của mình không về cũng làm đồ ăn cho mình rồi, mình không có gì tạ ơn. Hôm nay mình làm cái món này để tạ ơn Cốt lại nha, bạn Cốt lại nha. Mỗi người một việc làm nhanh nhanh nha. Giang người ta nói đứa nào sống xấu sắc xả nạo dừa. Út nạo dừa giờ tới Giang sắc xả. Chào cả nhà nha. Bữa nay chị hai chơi mình xấu luôn cả nhà ơi. Kệ đi, mình xấu mình chịu xấu chứ sao nha. Út ta nói đứa nào sống xấu sắc xả nạo dừa. Đây Út nạo dừa giờ tới Giang sắc xả tiêu luôn. Cháu mình xấu lắm Út ơi. Xấu đâu, mình cùng làm mà. Rồi ha, còn anh Hùng, anh Hùng một chút xíu tới mình sẽ bắt anh Hùng làm gì vậy ta? Dắt nước cốt dừa. Út cái món này ăn với bún không? Ok, mình có mua sẵn bún rồi nè. Út chu đáo quá. Con thích nhất là ăn bún Út. Lương âm này thì ăn bún ngon lại. Cái đặc biệt của cái món lương âm của chú là hôm nay có nghệ tươi nữa nha cả nhà. Cái này bằm xả vô luôn không Giang? Nhưng mà con không quên hai cái thứ này cả nhà. Mới định hỏi Giang. Nó là đặc biệt đó. Bữa này Giang lên tay rồi. Quá. Chút nữa. Bữa nay giờ này mới hết lạnh thôi, từ sáng giờ con lạnh cũng chết luôn, con mặc mấy cái áo luôn. Dạ. Gió quá gió. Coi bữa nay coi thợ dữ nè, thợ dữ người ta nấu nè. Về sân nhà coi người ta chơi nè. Về sân nhà, về bạn. Bạn Cốt làm ăn hoài mình mới làm một món này lại đãi bạn. Chút rang đậu phộng. Đậu phộng này xíu là cái món ăn chính là mình rải lên trên mặt đúng không? Ok. Út trung thành với cái nón màu hồng nè. Nó lên Hùng. Anh Hùng đã xuất hiện rồi cả nhà ơi. Bữa nay anh Hùng chào yên bạn. Tâm đi nha. Bữa nay chú Út sẽ nấu đãi anh. Yeah. Giờ chỉ cần ngồi ăn thôi. Cũng tiếp cốt chứ, hàng cũng tiếp cốt chứ. Tiếp không? Để dạ. Dạ. Tiếp phải có một chuyện khác rồi kìa. Giờ chú Út đi, nhờ anh Hùng làm gì chú Út tự nhờ đi. Bây giờ dắt nước cốt dừa đi. Đó. Cái này đệ tử tính làm rồi đó. Dừa ta nạo sẵn rồi đó, dắt đi mà. Cái này đệ tử tính làm rồi đó nha. Tại chú Út còn nghe, còn không biết đâu nghe chú Út. Lấy cái tô vậy, cái tô với lại nước rồi cho anh Hùng. Lấy nước dừa mình dắt luôn đi. Út có dắt nước 1, nước 2 gì không hay là dắt nước 1? Mình dắt nước đầu mình lấy nước cốt đi rồi sau nước dảo mình nấu cái lương sao chín mình ha, đổ nước cốt dừa. Lấy nước dừa luôn cả nhà. Nước dừa luôn. Ồ lấy nước dừa dắt dừa luôn kìa Út. Ghê không? Mình dắt hai nước hay không? Cái nào nước cốt mình để riêng đi. Cái đậu Út sang đậu xong à. Cho con ăn thử miếng cốt. Ngon không? Đậu rang xong cái nó giòn hơn đậu chưa rang ra. Đúng rồi. Lạ kỳ thật. Lửa mà lên lửa nó gì vậy đó. Nó giòn nó mới thơm chứ. Rang đang đâm nghệ cả nhà. Cái có huyền thoại. Lâu đài lắm rồi đó nha. Đừng giỡn nha. Chỉ có mình Út còn có đá thôi đó cả nhà ơi. Ô, cái nghệ này hổ ướp lương hay gì Út? Ướp lương đó. Chúng mình sử dụng cái nước mà người tươi đó. Ướp lương
Nghệ này một là tạo màu cho món ăn cả nhà, hai là nghệ ăn nước cốt dừa, mình có nghệ vô thì nó sẽ dễ tiêu hóa hơn. Hay quá Út ơi. Thứ ba nữa là đẹp với da mặt cả nhà. Nãy Út nói với mình đó cả nhà, giờ mình nói lại cho cả nhà biết á. Chứ mình cũng không có biết đâu. Thấy Út. Ok. Con đặt Út là chú Út ok nha. Chú ok. 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 Bây giờ chú Út rang đậu phộng xong rồi, cái này mình để hồi mình cho nó nguội đi dễ bóc hơn Út. Cái màu nghệ nó đẹp. Mã thơm nữa. Cái cây chài này hình như hồi xưa chắc cũng lâu đời dữ lắm rồi. Không, mới đây hả? Mới đây hả? Cỡ 10 năm rồi. Mới 10 năm nay. Cái cối này thì cỡ chừng lúc mà chú Út chưa cưới vợ cái nha. Giờ con chú Út mới có 22 tuổi à. Mấy chục năm đó. Lúc đó hình như mình chưa có nữa. Có rồi. Có rồi hả? Coi thợ nấu người ta tách vỏ đậu phộng này cả nhà. Ù quá dữ. Mình không biết sảy cả nhà, mình sảy hơn nữa đậu phộng nó nằm ở dưới đất hết trơn cả nhà. Nhưng mà hỏi sao con đề nghị là đậu phộng phải khô ráo nha, không được ướt nha. Ok, để khô mà. Chú Út ok nào quá. Nghệ Giang đã đâm xong. Đây là nước cốt dừa anh Hùng đã dắt. Cái tô bự là nước nhì hả anh Hùng? Nước dảo sao đó hả? Trời, cái này là nước đầu tiên nè. Trong chén này nước đầu tiên đó. Ở vậy anh Hùng làm gì? Làm nước chấm. Ê, cái chén thương em chắc rồi, em để ngoài cái sàn quá kìa anh Hùng lấy xem. Xả này là chú Út sẽ ướp lương. Còn cái phần này là anh Hùng sẽ làm nước chấm. Nước chấm tương hộp hồi nãy là mình làm nước chấm cả nhà. Nhìn đó. Cái nó nhiễu ra cái kim ra vậy. Đậu phộng này cũng cà đó luôn hả? Ừ, cà nó cái nhiễu ra. Giang đi rửa lá cách rồi. Lương này vừa ăn quá mình để nguyên luôn nha. Gì đó ha. Rồi nguyên con luôn đi. Ok. Còn ok. Ok. Lá cách, Giang rửa xong rồi. Đem ra ngoài kia để đi con cho nó ráo nước đi. Chút cái này trong cuối cùng mình mới để nữa mà. Món này thấy gì cũng cung phu quá ha. Gần gần. Cái gì mà nó ngon thằng ơi, cung phu mà nó ngon. Đây là nghệ tươi. À mình để một miếng này. Để gì không la lên cho có Phúc biết cho nha. Bột ngọt. Tại tao học nghề vậy trời. Miếng đường. Hay quá anh Hùng ơi, nghiền tương hay quá anh Hùng ơi. Miếng muối. Nghiền anh Hùng, anh nghiền tương mà anh nghiền bể hết trơn luôn á trời. Hay thiệt chứ. Nồi nấu mình thử mình nấu luôn. Xung quanh mình toàn là đầu bếp không mà mình không biết ta. Thiệt nhuyễn luôn hay xanh không? Ừ, nhuyễn càng tốt. Càng nhuyễn càng ngon đó. Ừ. Ba người xúm vô đây hết rồi. Nhà chú Út có một buồng chuối vậy đó nè, mà nhưng mới chín con trái Út. Mới đốt buổi sáng rồi mới đến bón. Đường giờ nó cũng có thấm đều gia vị rồi cả nhà, bắt đầu mình cái công đoạn mình nấu cả nhà, rồi nấu nha.
thiết kế bếp này cũng hay ha, mấy chỗ này không có chùm kín để cho nó thoát khói vậy ha. Thôi cái gì mà cũng còn chảy nước mắt hoài. Gió nhiều khi nó quặn lại. Trời, Giang mới đây Giang cà đậu phộng xong rồi hay ta. Đậu phộng ra Giang cà cái mùi phộng quá thơm hơn hả Giang. Hay quá Giang ơi. Giang nó khoái mùi này lắm nè. Qua đây hửi nè Giang ơi. Quạt cho con miếng ốc. Để đi hơi. Thơm. Thơm rồi Sóc ơi. Thơm quá. Sao chịu nổi. Tôi chắc món này ngon rồi đó Quy. Thấy ngon. Nước làm không ngon mới lạ. Hay quá Ốc ơi. Ok. Ok. Quá là săn rồi quên. Thơm quá, nghệ xả tỏi gì lộn xộn này thơm. Lương săn rồi giờ Út cho nước cốt dừa vô. Cái phần nước nước dảo. Giờ mình để cho nó chín luôn thôi không đúng không? Có thêm nước gì không? Còn chừng nào chín thì mình để nước nước cốt dắt đầu tiên đó. Anh Hùng được chưa? Mình cà tương tới nổi cong cái muỗng của anh Út luôn rồi cả nhà. Rồi đền. Rồi cũng cà cũng nhuyễn rồi. Rồi anh Hùng tiến hành làm nước chấm luôn đi. Miếng cốt nhất của mình nè. Trong nước chấm có nước cốt nè hả? Ồ. Đặc sắc quá ta. Ồ. Cái này là vừa lại vừa bỏ vô cái nồi luôn Út không? Rồi để qua đây cho Út. Cái tương này nó hơi mặn cho nên là phải dùng một miếng bột ngọt cho nó dịu lại. Đi miếng tí xíu đường. Giang chút nữa nhớ sắc một miếng củ hành Giang mà để chút nữa lương chín mình để vô luôn nha Giang. Đây có đâu. Không hành lá rồi còn. Hành lá củ hành á, cái củ hành đâu ngoài chứ có để đó. Củ hành bên ngoài. Rồi hành lá này làm sao đây? Để đi đi cưng, bây giờ rửa củ hành, rửa củ hành đi. Ừ. Giờ em ra em sạn củ hành ra đó. Có cắt nửa củ thôi nha. Nửa củ đủ. Ừ, nửa đủ. Nửa thôi, cái củ đó bự lắm. Ăn củ hành nhiều quá. Mình nấu cho một số đậu phộng vô đó cà nhuyễn nè cả nhà. Đây nói là đậu phộng mình đem để vô cái nước mắm nó có vị thơm ngon lắm cả nhà. Chấm nó. Ôi, đường đã sôi rồi. Rồi vậy là hoàn thành không? Hoàn thành chấm nước chấm rồi. Rồi đi qua món ăn chính của mình coi. Con nó chuyển cái màu vàng nè, cái màu vị tươi nè, thấy không? Nấu cái màu tự nhiên lên nè. Bốc ơi. Chuyển qua màu vàng nè. Nhìn nó hấp dẫn ha. Vị nghệ tươi mình nấu. Út cái này ít nước không Út? Cũng vừa thôi. Nếu như muốn thêm nước nữa thì tại mình ăn bún á, có thể thêm miếng nước không? Nhiều quá không ngon không. Ngon. Rồi. Mình chủ yếu gì đó. Tại lương này nó cũng rất là ngon. Còn một chén nước cốt nữa đó. Thơm ơi. Ủa, vậy sắc hành đẹp dữ trời. Củ hành mình để trước á. Cái này còn đẹp hơn á chị ha. Sắc lá cáp luôn. Sắc lá cáp đây chút. Dài dài ra nha. Dài dài chút nữa. Chừng phân phân. Gì hả? Ừ. Dữ hả? Dài dài chút nữa. Ừ, có vậy đó. Mà thôi đi. Hai đầu bếp này nói sao thì mình nghe vậy đi. Út ơi, nhiều lá cáp đây đủ không? Lấy thêm nữa không Út ơi? Này để cho nó cũng teo á, nhiều rau vậy đó. Thêm không Út? Còn thì mình để thêm. Còn nãy nhiều mà Giang. Nhiều. Lấy thêm đi con. Để em ra em lấy thêm. Trời ơi, cỡ nhiêu đây nữa đi. Nhiều đó nữa. Lá cách nhiều ăn cũng tốt. Lá cách tốt thì đâu, cái món này là chủ yếu là lá cách thôi. Giờ lương đã chín rồi cả nhà, bây giờ mình tiếp tục mình để củ hành vô ngay cả nhà. Út đừng quên chén nước cốt của Út nữa. Đâu có quên được. Ủa nó vàng hơn hồi nãy rồi nè. Lên màu rồi. Lên màu rồi, cái anh Hà bắt nghệ tươi mà. Nấu từ từ nó lên màu vàng đẹp lắm. Lọt hai trái ớt vô ăn cái mặn nè. Rồi vậy rồi múc ra tô mới bỏ hành lá lên phải không?
lá cách nữa hay là giờ bỏ hành lá luôn? Không không. Rồi vậy là quán món ăn của Út Hoàng Hạnh phải không? Rồi chờ múc ra tô thôi. À, khoan, mình còn mình còn để nước cốt dừa nè. Đây nước cốt dừa đây. Bỏ luôn Út ơi. Mình thiếu cái món này là nó không ngon liền đó. Ngon, Út nêm thử ngon luôn rồi không? Ngon. Thêm này vô nữa béo nữa. Rồi mình đã chín rồi, bây giờ mình để hành lá vô mình múc ra nha cả nhà. Chén Giang ơi. Nội ơi. Con đang đợi chú múc gà đó. Đợi sớm giờ. Trời ơi. Gãy luôn rồi. Chín mà. Hết biết cái lượng béo vậy. Gấp giờ gãy gấp. Thơm mà nghệ quá. Cái tươi nó nóng thơm. Thơm hơn ba cái nghệ bột mà bán ngoài trời. Nè Út để lá cách vô đi rồi tưới cái nước này lên. Để mớ đi. Rồi. Vậy là xong đó hả? Để chế ớt vô. Đậu phộng rồi, cốt. Đậu phộng. Thiếu ha, quên ha. Không gì không có cốt mà không được. Không lâu làm cũng quên. Ơi, mình chuẩn bị ăn thôi. Lên cả nhà ơi. Rồi. Mời cả nhà ăn lươn ngâm dừa cả nhà ơi, siêu phẩm của chú Út. Ngon quá. Quá ngon. Siêu hấp dẫn luôn. Đũa vậy. Đũa lên nút. Muốn ăn lên nút, nó ăn lên nút để em ăn trước. Hơi em hơi ngại quá. Còn lươn bự này có chín không? Ngon quá. Gãy lươn vàng ươm luôn ta. Như chín lươn vàng. Ươm còn này cả nhà. Quá tuyệt. Mời cả nhà ăn lươn với bún bữa xế xế cả nhà ơi. Này nó chưa được chiều. Mới xế xế nha cả nhà. Út cặp vô miếng lá cách luôn nè. Này. Cháy miếng lá dừng lươn lá cách. Làm lươn cũng mềm. Cái màu đẹp ghê hay sao Phúc? Nó gì màu đẹp lắm. Lươn mềm mà ăn nó ngọt. Cũng chan miếng. Kèm thêm cái miếng lá cách nó thơm thơm đó. Nói quá tuyệt cả nhà ơi. Giờ mình mời cả nhà mấy chén bún ông lươn nè cả nhà ơi. À. Em chào cả nhà. Mời cả nhà ăn lươn ngâm dừa nha cả nhà. Cảm ơn anh Sáu đã cho Út một mớ lươn nha anh Sáu. Cảm ơn anh nha. Mời Dưỡng Sáu ăn miếng lươn nha Dưỡng Sáu. Cảm ơn Dưỡng Sáu đã cho Út lươn cho nên là con có để ăn ké. Thôi em vợ mời anh Sáu anh dễ miếng lươn nha anh Sáu. công anh Sáu bắt lươn. Dưỡng Sáu là anh rể tôi. Bún là món khoái khẩu. Ăn đi, mình còn nhiều lắm, có hai cậu gì nữa. Mình mời cả nhà khúc cái đuôi con lươn này thường thường mà có câu ca dao đó cả nhà, nhất cái đuôi con lươn nhì đuôi chị xui gì đó cả nhà.
quá tuyệt của quên. Sao chịu nổi đi. Quá ngon. Thịt lương á, thì ngọt. Lá cắt thì thơm. Nước cốt dừa thì béo béo. Còn thêm cái mùi của nghệ á. Đúng rồi. Quá ngon. Mà nghe tươi mà nấu cực thơm thấy không? Chứ không phải nhiều người bột quán mà chợ nha. Đúng rồi. Nghệ bột nó có mùi thơm hơn. Nghệ bột nó có tạp chất. Nghệ bán ngoài chợ thì nó có cái màu không à, chứ nó không có vị thơm đặc trưng của nó. Lần gì chấm như vậy nó ngon. Thấm. Cho gấp đi con đi múc nước thiệt nha. Gấp nguyên củ hành. Củ hành gấp luôn con đi múc thêm củ hành. Quá nay có thằng nhờ có lương mà nút chỗ tài nấu lương. Có bí quyết của nút ha. Chốt đã chiến thắng rực rỡ trên sân nhà. Yeah, yeah. Phải ok mới được không? Ok mới được cái sao lại ve. Thôi vậy mai mốt á mình có muốn nấu ăn thì mình đi qua nhà Út mình nấu đi. Phong thủy bên đây tốt rồi. Ok. Chú Út sẵn sàng. Quyết định vậy luôn nha anh Hùng. À, ok. Ai cũng ok. Với chú cháu Hằng tiếp tục ăn hàng chào cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã xem clip của kênh Bông Lúa Đồng Tháp. Cả nhà nhớ đăng ký ủng hộ kênh nha cả nhà. Hẹn gặp cả nhà vào các clip sau. Chúc cả nhà buổi xế vui vẻ. Chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà.